xem xét trách nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định về vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở tỉnh này. Trong thông báo ngày 22 tháng 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kỳ họp thứ 11 diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 2 tại Hà Nội của Ủy ban có kết luận về những sai phạm trong công tác cán bộ ở Bình Định như sau. Về giải quyết tố cáo ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết hai ông này có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện, ông Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với phóng viên qua điện thoại chiều 23 tháng 2, ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết ông vẫn chưa nhận được nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến ông. Tất cả những việc làm của tôi, nếu sai phạm thì với tư cách người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tất cả phải thông qua cơ quan chuyên môn. Bây giờ tôi nghỉ hưu rồi, nói sẽ không chính xác, không khách quan, nên em liên lạc với Bí thư Tỉnh ủy Bình Định hiện tại, ông Thiện cho hay. Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cũng thừa nhận ông sẽ có trách nhiệm chung với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong các khuyết điểm sai sót trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, ông cũng chưa nhận được thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là thành viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tôi phải có trách nhiệm chung với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Đó là nguyên tắc. Còn trách nhiệm tới đâu, trong trường hợp nào, cụ thể ra sao, ở khâu nào, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có kết luận cụ thể, ông Toàn nói. Liên quan đến cá nhân ông Toàn, trước đó, đơn của các cán bộ hưu trí cho rằng nhiều người thân của ông Lê Kim Toàn được bổ nhiệm lãnh đạo bất thường, gây dư luận không tốt tại địa phương.